Chào các bạn nha. Hôm nay shop giới thiệu đến các bạn là một cái máy là tóc nam nhé. Là tóc nam của Sahara các bạn nhé. Đây. Mình nhớ cắm điện rồi. Máy là tóc nam của Sahara nhé. Đây. Thì cái máy này là khi mình mở nhá. Mở là mình kéo đầu này ra. Đây ạ. Kéo đầu này ra. Thì hiện tại máy là đang off các bạn nhé. Các bạn chỉnh nút này. Bắt đầu nhiệt độ lên này. Nhiệt từ 130 nhé. Các bạn có thể lên từng độ một. Đây ạ, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230. Rồi mình nhiệt độ thì mình có thể nó nhảy từng độ một các bạn nhé. Các bạn có thể để chỉnh ở bao nhiêu độ. Đấy ạ. Còn khi nào mình tắt nhiệt cao nhất là 230 các bạn nhé. Đây cao nhất là 230. Còn khi các bạn muốn tắt máy ạ, thì mình lại ấn xuống để tắt luôn nhé. Một con máy là bản thẳng của Sahara các bạn nhé. Dây của nó rất là dài nhé các bạn. Cái này có thể xoay 360 độ nhé. Xoay 360 độ. Mình có thể xong khi xong là làm tóc xong là mình có thể gập gọn luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Rút cho mẹ nhá. Dây của nó thì cực kỳ dài luôn. Đây, dây dài. Bên mình thì có bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, các bạn có thể vào đấy để mua hàng, hoặc là các bạn để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại thì nhân viên bên mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn nhé. Nhân viên bên mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn luôn. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh cho mình nhé. Ấn theo dõi kênh và video cho mình nhé. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.